Như vậy thì chúng ta thấy là cái phương pháp ép neo chỉ dùng được cho những cái công trình bé, công trình có quy mô nhỏ. Còn nếu mà chúng ta sử dụng các cái công trình quy mô lớn hơn thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp ép tải. Hi, Duyên xin chào các bạn ha. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì trước đây thì Duyên có giới thiệu các bạn một cái phương pháp ép tải cho công trình. Và chúng ta cũng đã biết được rất nhiều điều về cái phương pháp ép tải như thế nào. Thì hôm nay Duyên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp ép cọc khác. Đó là cái phương pháp ép neo. Thì phương pháp ép neo và phương pháp ép tải thì có gì khác nhau? Và khi nào chúng ta sử dụng cái phương pháp ép neo và khi nào chúng ta sử dụng phương pháp ép tải thì Duyên sẽ trình bày cho các bạn biết trong cái video hôm nay. Thì trên màn hình các bạn là một cái dàn khoan ép neo. Thì các anh thợ đang rút các cái thân neo ra khỏi cái vị trí, bởi vì chúng ta vừa mới đóng xong mà vừa mới ép xong một cái cọc mà chúng ta phải di dời cái vị trí tim cọc này, cho nên chúng ta phải nhổ cả cái thân neo này ra. Thì ép neo là gì? Ép neo là cái phương pháp để sử dụng cả cái thân neo khoan vào mặt đất và sử dụng cái lực ma sát giữa cái thân neo và cái mặt đất để làm cái tải trọng, cũng như là làm cái đổi trọng để mà ép cái cọc xuống dưới sâu. Thì cái khả năng ép tối đa của cái dàn ép neo này chỉ đạt được 40 tấn. Đấy là đối với phương pháp ép tải thì cái khả năng ép có thể lớn hơn 70 tấn. Như vậy thì chúng ta thấy là cái phương pháp ép neo chỉ dùng được cho những cái công trình bé, công trình có quy mô nhỏ. Còn nếu mà chúng ta sử dụng các cái công trình quy mô lớn hơn thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp ép tải. Nếu trong một cái đài cọc mà chúng ta sử dụng cái phương pháp ép neo thì phải sử dụng nhiều tim cọc hơn so với sử dụng phương pháp ép tải. Duyên ví dụ ha. Ví dụ như tải trọng của công trình tác động vào một cái đài cọc là 50 tấn đi. Thì nếu mà sử dụng cái phương pháp ép neo này tối đa chỉ được 40 tấn thì phải sử dụng cái hai cái tim cọc, mỗi tim cọc 40 tấn là hai tim cọc là 80 tấn thì mới đảm bảo được cái tải trọng 50 tấn kia. Còn nếu mà chúng ta sử dụng phương pháp ép tải, khả năng ép trên 70 tấn thì chỉ cần một cái tim cọc thì đã đạt được cái sức chịu tải của cọc là 70 tấn rồi. Như vậy nó vượt xa so với cái tải trọng của công trình tác động xuống cái đài cọc là 50 tấn. Đấy. Như vậy sử dụng cái phương pháp ép tải thì khả năng chịu tải của cọc nó lớn hơn rất nhiều so với phương pháp ép neo này. Thì đây là một cái ưu điểm của cái phương pháp ép tải và một cái nhược điểm của cái phương pháp ép neo. Tuy nhiên là phương pháp ép neo thì bộ máy của nó tinh gọn, nhỏ gọn hơn nhiều, thì sử dụng được cho các cái công trình có mặt bằng nhỏ hẹp, có cái chiều rộng dưới 4 mét, đường xá không quá rộng rãi thì chúng ta sử dụng được cái phương pháp ép neo. Trong khi đó nếu sử dụng cái phương pháp ép tải thì cái mặt bằng phải đủ lớn thì mới sử dụng được cái phương pháp ép tải. Đấy, trên màn hình chúng ta thấy là đang cần nhổ các cái thân neo này. Chúng ta 2, 4 thì được 6 thân rồi. Đấy, ở dưới mặt đất còn một thân nữa là 7 thân. Mỗi thân có chiều dài khoảng 1m6. Thì như vậy là tổng chiều dài của thân neo này xuống mặt đất là khoảng 12m. Và mỗi cái dàn neo như vậy là chúng ta neo hai bên mỗi bên là 12 mét thì hai bên là 24 mét.
Đấy, thì sau khi chúng ta ép xong một cái cọc thì chúng ta di dời các cái dàn ép qua một cái vị trí mới để ép một cái tim khác. Như vậy cái cọc này chúng ta chỉ đạt được cái độ sâu thực tế là 11 mét thôi. Trong khi đó mà ép thử chúng ta phối hai cái cọc là 6 mét và cọc 7 mét, tức là 13 mét. Như vậy trên màn hình chúng ta thấy là cái cọc nó dư hơn 2 mét. Ngay thì đây là chỉ là cái cọc chúng ta ép thử thôi. Thì sau khi ép thử thì chúng ta phối được, biết được chiều sâu và chúng ta phối được cái cọc chính xác hơn. Thì chúng ta mới động ép đại trà. Có một cái ưu điểm cái ép neo đó là cái chi phí nhân công và chi phí máy rẻ hơn gấp nửa so với cái chi phí ép tải. Thì ở khu vực miền Nam thì nhất là ở cụ thể là khu vực Biên Hòa, thì nếu mà sử dụng cái phương pháp ép neo thì riêng cái tiền nhân công và cả máy thì một mỗi công trình điển hình chi phí vào khoảng 12 triệu trên một công trình. Đối với ép tải thì cái chi phí đó gấp đôi, chi phí nhân công và máy khoảng 25 triệu cho một công trình. Đó, thì trên màn hình chúng ta thấy là sự phương pháp ép neo là sự cũng có một cái dàn thủy lực để ép cái cọc xuống dưới đất. Và chỉ cái điều khác biệt giữa hai cái phương pháp ép tải và phương pháp ép neo là cái chỗ mà sử dụng cái phương pháp ép neo sử dụng cả cái thân neo ghi neo xuống dưới đất, sử dụng cái ma sát để làm tải trọng. Còn đối với sử dụng cái phương pháp ép tải thì sử dụng cái chất tải, trọng lượng của cả cái chất tải để làm cái tải trọng, ép cái thân cọc xuống dưới sâu. Các bạn thấy trên màn hình là chúng ta đang kết nối cọc thứ hai. Cọc thứ nhất là chúng ta 6 mét và chúng ta đã ép xuống, thì cái khả năng cọc vẫn còn xuống nữa và chưa đạt được cái tải trọng tối đa là 40 tấn, cho nên là chúng ta phải ép tiếp cọc thứ hai nối vào cọc thứ nhất. Ở cái mặt bằng này của Duyên đang làm thì gần cái sông Đồng Nai các bạn ạ, cách cái sông Đồng Nai khoảng 500 mét, cho nên cái địa chất ở đây khá là yếu, chủ yếu là đất mùn. Cái độ sâu của cái cọc thử ép thử thứ nhất được 11 mét các bạn, thì chúng ta ép thử thêm một cái tim nữa thì mới xác định đất. Càng ép nhiều tim thì chúng ta lấy cái con số trung bình hoặc là lấy con số cao nhất để làm cho toàn bộ công việc. Sử dụng cái phương pháp ép neo này thì thân thiện hơn đối với các cái nhà hàng xóm, bởi vì nếu sử dụng cái phương pháp ép tải hoặc sử dụng các phương pháp khác búa thì dễ thì gây tiếng ồn cũng như là đồ rung động là khá là mạnh, dễ gây hiện tượng là nứt tường hoặc là thậm chí là đổ nhà hàng xóm. Thì cái sử dụng cái phương pháp ép neo này thì có một chút an toàn hơn, mức độ ảnh hưởng nó nhẹ hơn nhiều so với phương pháp ép tải. Thì trên màn hình các bạn thấy là có anh thợ hàn, thì hai cọc mà nối với nhau thì chúng ta phải hàn. Thì đầu mỗi cọc đều có một cái bàn mạ bằng thép. Bàn mạ này để sử dụng cái mục đích chúng ta hàn hai cái cọc lại với nhau trong trường hợp chúng ta nối cọc. Và các bạn lưu ý là nếu mà chúng ta giám sát cái đội ép cọc thì cái người thợ hàn này phải hàn được 4 mặt nha các bạn, thì cái mức độ nó gắn kết giữa hai cái cọc này nó tốt hơn rất nhiều. Nếu mà chúng ta chỉ hàn được một cái mặt thì khi mà chúng ta ép xuống thì gặp cái địa chất phức tạp thì khả năng
lật tông hoặc là gãy cọc thì khả năng chịu tải của cọc nó không đạt được yêu cầu. Cho nên tất cả các công trình mà mình giám sát thì mình bắt phải người thợ hàn này phải hàn đúng bốn mặt để mới đảm bảo được cái yêu cầu kỹ thuật. Và cái cọc thì chúng ta cũng đã biết nó chỉ tối đa được 10 mét, 11 mét, bởi vì thân thép mà chúng ta tiêu chuẩn chỉ được 11,7 mét, mà thép độ cọc thì tuyệt đối chúng ta không được nối. Cho nên là nếu mà công trình có độ sâu mà trên 10, 11, 12 mét thì chúng ta phải nối cả cái thân cọc lại với nhau. Và quy trình nó cứ lặp lại, lặp đi lặp lại của một cái tim cọc như thế. Thì thông thường một cái mặt bằng điển hình như thế này thì đơn vị ép cọc chỉ ép trong vòng 2 ngày là xong toàn bộ công trình. Và đây là cái mặt bằng mà sau khi chúng ta ép cọc thì cả cái thân cọc nó nhô lên cái mặt đất. Đấy, thân cao, thân thấp, vị trí địa chất nó không đồng đều cho nên là nó không được bằng nhau cho các bạn. Và đây là cái móng sau khi chúng ta đã đan thép và chúng ta đổ bê tông. Thì khi cái móng cọc thì chúng ta có cái thiết kế và chúng ta thi công điển hình như thế này. Các bạn nhìn màn hình, đây là một cái móng cọc điển hình cho cái nhà phố. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.